Các bạn có nghĩ rằng là 5 năm nữa, đến 10 năm nữa, cái làng, cái xóm, cái khu vực mà các bạn đang ở, cái thị trấn hay là cái thị xã mà bạn đang ở, nó vẫn còn cái giá là 200, 300, hay là 500 hay 1 tỷ không? 5 năm nữa đến 10 năm nữa nha. Theo bạn có, có hay có không? Với cái tốc độ phát triển, với cái tốc độ đô thị hóa, tốc độ làm đường, tốc độ sinh sôi nảy nở như bây giờ, thì 5 năm nữa 10 năm nữa nó còn cái coi cái giá đó không. Nên nó có những anh chị, có những bạn ấy, đang cầm 2 300 triệu và hỏi rằng là à, bây giờ làm kinh doanh ấy, thì rủi ro nhiều quá, mà đâu biết gì đâu làm. Rất là rất, rất là rủi ro luôn. Nào là chi phí này, chi phí kia, nào là quản lý này, quản lý kia, quản lý con người và nó mệt hơn bình thường. Mình đang đi làm một cái công việc gì đó đang làm lương mà tự nhiên dư ra 200 triệu, 300 triệu bây giờ đi làm một cái công việc làm chủ bản thân mình thì chắc chắn nó sẽ mệt hơn rất nhiều hoặc là mình làm mở ra một công ty thì chắc chắn chắc chắn nó sẽ yêu cầu rất rất nhiều rất nhiều cái kỹ năng và cái rủi ro rất lớn vậy thì cái câu chuyện về bất động sản bất động sản á một nó sinh ra để làm gì à, à bây giờ nếu mà đất nông nghiệp nếu mà năm mét thì rất khó để chúng ta làm hoa lợi đúng không rồi cái đó bỏ qua bên Cái việc thứ hai là ở Cái nhu cầu ở Ok, cái lô đất đó chúng ta mua Mà nếu chúng ta mua mà lỡ có vấn đề gì xui lắm Chúng ta về đó chúng ta ở được Ở được nha Nó có đủ những cái tiện ích để chúng ta ở được Thì ok, đó là yếu tố đầu tiên là ở Yếu tố thứ hai là Cái lô đất đó chúng ta mua Chúng ta bán lại, có người mua Tức là yếu tố về đầu tư Yếu tố về đầu tư Yếu tố thứ ba là cái lô đất đó chúng ta mua xong rồi chúng ta mở một cái tạp hóa mở một cái cửa hàng gì đó chúng ta buôn bán mở một sạp rau chúng ta vẫn làm được vậy thì với ba yếu tố bốn yếu tố này thứ nhất là hoa lợi này thứ hai là ở này thứ ba là mua đi bán lại được này thứ tư là thương mại kinh doanh được này với bốn yếu tố này sẽ giúp cho bạn tích sản và phát triển được bây giờ là cái thời điểm mà rất nhiều rất nhiều người đang kẹt tiền chúng ta đang có tiền mặt chúng ta đang làm vua và chúng ta lựa chọn được những bất động sản mà có những yếu tố thuận lợi hơn. Tức là thí dụ như bây giờ nếu mà cái nhu cầu về ở không á là nó phải là 30 triệu đến 50 triệu đến 70 triệu một mét ngang. Một mét ngang tức là ngang 5 mét chúng ta nhân 7 là thành 350 triệu một lô. Tức là ngang 5 là phải là 350. Hoặc là đơn giản nhất á, một cái lô mà nó vắng vắng xíu có người ở được à, là 50 triệu một mét ngang. 50 triệu nhân cho 5 nó sẽ là 250 triệu một lô. Ở à, hả? À, nếu mà lô đó mà thuận tiện cho việc mua đi bán lại mua đi bán lại được á, thì nó sẽ là ba trăm rưỡi bốn trăm và nếu mà lô đó có thể mua bán kinh doanh được à, tạp hóa này kia nó phải là bảy trăm tám trăm có phải không ạ à? à, hoặc là cái lô đó có thể là sầm uất hơn nó sẽ là hai trăm triệu ba trăm triệu năm trăm triệu anh nghe có nghĩa là hai à, trăm triệu tức là nhân năm là một tỷ một tỷ một lô việc của chúng ta trong thời điểm bây giờ là chúng ta phải đi tìm đi xem nhiều hơn nhiều hơn bình thường chứ bây giờ cứ ai cứ nói là gặp bất động sản chán quá không người ta càng sợ hãi các bạn phải càng tham lam các bạn phải càng đi thật nhiều đi nhiều coi nhiều và định giá đây là cái thời điểm mà các bạn được phép lựa chọn ngày xưa chúng ta người ta hay gọi là fomo đi theo đám đông á chúng ta đi theo đám đông và chúng ta bị một cái cơn sóng kéo theo nhưng tại thời điểm này chúng ta được phép lựa chọn cái dự án này hay là cái lô đất này hay cái lô đất kia để chúng ta xem coi à cái nào nó phù hợp cái nào mà ở được liền này cái nào mà có thể mua đi bán lại thanh khoản tốt này cái nào mà có thể là kinh doanh thương thương mại được này cái nào mà có về 3 năm nữa 4 năm nữa 5 năm nữa 10 năm nữa về thương mại về dịch vụ nó phát triển và chúng ta có thể là may mắn chúng ta có thể là nhân được tài sản nó gấp mấy lần phải không ạ à? Đừng có nghe theo mấy cái ông mà cứ nói là à, bây giờ cứ bỏ tiền vào ngân hàng đi. Bỏ tiền vào ngân hàng là đúng. Bỏ tiền vào ngân hàng là đúng. Nhưng bỏ tiền ngân hàng kết hợp với cái việc là tìm kiếm săn lùng và thấy cơ hội là phải chấp chấp lấy cơ hội, ha có sổ thì mua pháp lý rõ ràng và định giá tốt hơn bởi vì bất động sản bây giờ nó là một cái hàng hóa một cái sản phẩm và việc của chúng ta là chúng ta phải biết được là cái hàng hóa đó ai sẽ là người mua lại cái hàng hóa đó nó đang rẻ hơn cái thị trường tức là chúng ta mua tận gốc chúng ta mua tận ngọn chúng ta định được giá của nó thí dụ như giá của nó đang là một tỷ mà chúng ta có thể là định được giá thấp hơn và cảm thấy là có những cái người chấp nhận mua được giá chín trăm hay một tỷ hoặc một tỷ mốt và chúng ta có thể bán được ha 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 ok đây là một cái cơ hội để giúp các bạn phát triển và kiếm tiền tỷ nha yeah.